cá đĩa. Còn có những tên gọi khác như nữ hoàng sắc đẹp hay ngũ sắc thần tiên. Những cái tên đã phần nào nói lên được sự cuốn hút của chúng. Có người mê mẩn cá đĩa bởi sự rực rỡ về màu sắc, đa dạng về chủng loại. Có người yêu mến dòng cá này bởi dáng bơi uyển chuyển khoan thai, toát lên sự quý phái. Không chỉ có vẻ đẹp hút hồn, theo quan niệm dân gian, dòng cá này sẽ mang tới tài lộc, an khang cho gia chủ. Cá đĩa thì nó lại là mang cái sức mạnh rất là to lớn ở cái chỗ là nó mang cái tài lộc đấy, và cái may mắn. Giới chơi sinh vật cảnh vẫn thường truyền miệng nhau câu nói: nuôi chim dưỡng trí, nuôi cá dưỡng tâm. Và cá đĩa chính là sự lựa chọn số 1 đối với những ai đang hướng đến việc sống chậm, tĩnh tại, an yên. Người mà chơi cá đĩa thì bao giờ cái tâm người ta rất là tốt và người ta sống nó gọi là sống chậm lại đấy. Tính cách của người ta ấy, nó theo con cá, nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, được cái vẻ đẹp thì nó rất là kiêu sa. Trong chương trình Làm Nông Trong Phố ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về dòng cá đặc biệt này. Anh Dũng, một người có thâm niên chơi cá đĩa 20 năm tại Hà Nội chia sẻ, trong top 10 loài cá cảnh đẹp nhất trên thế giới được bình chọn, thì có 9 loài cá là cá nước mặn, và chỉ có duy nhất một dòng cá nước ngọt lọt vào danh sách này, và đó chính là cá đĩa. Ngay từ nhỏ, anh Dũng đã có niềm đam mê với cá cảnh, thế nhưng riêng với cá đĩa, anh lại có một tình cảm đặc biệt. Vâng, qua chia sẻ thì em cũng được biết là anh Dũng chơi cá khoảng từ hồi bé luôn. Tuy nhiên là khi mà mình gặp cái con cá đĩa thì mình dừng lại ở đây. Và tại sao thì không biết là cái con cá đĩa này nó thu hút anh Dũng ở cái điểm như thế nào mà mình quyết định là chơi sâu vào cái dòng cá đĩa này ạ? Con cá đĩa thì nó được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp hay là gọi là ngũ sắc thần tiên. Thì nó là xuất phát từ Amazon đấy, của cái vùng nhiệt đới. Và cái thu hút con cá đĩa này là nó cái vẻ đẹp của nó đa dạng, đa màu sắc. Thế là tất cả những cái màu sắc này nó thu hút người chơi ở ngay thì gọi là cái ánh nhìn đầu tiên đấy. Sự đam mê về cá cảnh nói chung, nhưng mà riêng về cá đĩa thì có nghĩa là từ khi thấy xuất hiện là anh đã rất là thích, rất là đam mê rồi. Tôi đã đam mê cá đĩa này từ cái thời mà bắt đầu nó mới ra, là đã chơi những cái con cá mà nó gọi là chuẩn đẹp nhất trong cái mắt của mình. Nó sức hấp dẫn nó càng ngày cuốn hút đến ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là cái đam mê này nó sẽ không bao giờ từ bỏ được. Đó. Cái thú chơi mà tôi cho là rất là tao nhã. Cảm nhận của cá nhân em ấy, từ ngày xưa khi mà em còn nhỏ thôi thì em đã thấy mọi người chơi cá đĩa rất là nhiều rồi. Tuy nhiên khi mà sau hàng chục năm em gặp lại cái dòng cá đĩa này, em thấy là nó khác quá. Nó thay đổi từ những cái mẫu mã hình dạng, thì không biết là điều gì giúp cho con cá đĩa mà nó giữ được cái trào lưu chơi lâu đến như vậy? Đĩa này nó thay đổi theo thời gian, và cái bởi vì nó càng ngày càng phát triển ở cái mức độ và tốc độ và rất là nhanh. Vì nghệ nhân ấy thì người ta lại hàng ngày người ta nghĩ ra rất nhiều cái công nghệ mới đấy, và sản xuất được ra rất nhiều cái giống cá mới lạ đẹp đấy, từ trong nước hay nhập khẩu. Thì ngay kể cả cái con cá ấy, thì lúc đầu thì cái form dáng nó không được đẹp đâu, nhưng sau đấy thì người ta phát triển cái con form dáng nó có hai body này, nó dáng bùn này, màu sắc của nó là sặc sỡ hơn, đẹp hơn đấy, thì nó có cái sức cuốn hút rất là tốt. Nên là tôi nghĩ là cái thị trường cá đĩa thì ngày nó một cái phát triển đấy. Đấy là cái yếu tố rất quan trọng của cái body con cá, màu sắc và cái vẻ đẹp độc lạ của nó. Không nhiều người biết rằng cá đĩa lại thuộc họ cá rô phi. Người Trung Quốc gọi cá đĩa là ngũ sắc thần tiên và tôn nó là nhất đại mỹ ngư, tức là cá đẹp nhất trong các loài cá nuôi để làm cảnh. Quê hương của cá đĩa là những nhánh sông nhỏ thuộc sông Amazon tại Nam Mỹ. Cá trưởng thành có kích thước từ 10 tới 16 cm, thân hình có dạng tròn như chiếc đĩa, miệng nhỏ, mang nhỏ và sống hiền hòa theo bầy đàn trong tự nhiên. Bởi những lý do này, cá đĩa ngày càng được ưa chuộng trong giới chơi sinh vật cảnh. Từ đây, cá đĩa đã được nhân nuôi tại nhiều quốc gia trên thế giới, vừa để bảo tồn nguồn gen, vừa phục vụ nhu cầu giải trí của xã hội. Với cái dòng cá đĩa nói riêng và cái dòng cá cảnh nói chung ấy, thì theo anh Dũng thì nó sẽ giúp ích như thế nào cho chúng ta trong cái việc xả stress trong cái bối cảnh là cuộc sống rất là bộn bề hiện nay? Con cá đĩa này thì nó là một cái gọi là món ăn tinh thần của cá đĩa nói riêng và cá cảnh nói chung. Thì sau là mỗi ngày mà cảm thấy mệt mỏi mà về được ngắm nhìn con cá này nó thư giãn rất là tốt, nó phục vụ cho cái công việc của mình nó lại càng ngày càng tốt hơn đấy, nó giải quyết stress rất là tốt đấy. Đầu tiên là về là có đi đâu đi chăng nữa thì bao giờ trong đầu cũng phải nhớ về con cá, thì sợ nhất là nó làm sao nó bệnh tật hoặc là như thế nào đấy,
Thì có nghĩa là khi về là vì cái thú đam mê ấy, thì rất thích chăm cá, đặc biệt là cho ăn. Thậm chí là thay nước hay là vệ sinh lọc các thứ thì đó là cái sở thích rồi. Vì nó đam mê thì nó biến thành sở thích. Em cũng đã từng chơi rất là nhiều dòng cá rồi. Tuy nhiên là khi mà em tiếp xúc vào cái con cá đĩa này thì em thấy nó rất là nhiều màu sắc rồi đa dạng về chủng loại, và em nhìn cảm giác như con nào cũng đẹp luôn ấy. Thì dưới góc độ của một người mà chơi sâu hơn thì anh Dũng có thể phân tích cho em cũng như là quý vị khán giả được biết là để mà chúng ta chọn được một con cá đẹp, một con cá khỏe thì có những cái yếu tố như thế nào để chúng ta lựa chọn? Khi mà mình mà đi chọn cá thì đầu tiên ấy là mình chọn về cái sức khỏe con cá đã. Cá như vậy nó căng lên thì có nghĩa là con cá đang rất là khỏe. Đấy là yếu tố đầu tiên. Vì con cá có đẹp đến mấy mà sức khỏe nó không tốt thì cũng không có giải quyết được cái gì cả. Thậm chí là được vài bữa thì nó lại không tồn tại nữa thì nó hỏng hết, đúng không? Thế cho nên là con cá đầu tiên là sức khỏe, còn cái body thì nó cũng tùy vào sở thích của mỗi người. Nhưng mà nói về chung thì đã là con cá thì cái độ đẹp của nó là cái dáng tròn. Dáng tròn đầu tiên. Nhưng mà có những người người ta lại thích cái body của nó ngắn đi, nghĩa là gọi high body đấy. Và có những người còn hơn cả high body nữa, người ta thích dáng bun, nghĩa là ngắn như hình trái tim ấy. Đấy thì cái đấy nó là sở thích của mỗi người thôi. Anh Dũng chia sẻ, đa phần người chơi tìm đến với cá đĩa vì vẻ đẹp của chúng. Bên cạnh đó, cũng không ít người sưu tầm dòng cá này vì những ý nghĩa mang màu sắc phong thủy mà nó đem lại. Ngoài cái vẻ đẹp mắt đa dạng chủng loại màu sắc ra thì không biết là cái con nữ hoàng sắc đẹp này có mang một cái ý nghĩa tượng trưng hay là một cái biểu tượng nào đó không? Trong cái tài liệu thôi, người ta cũng nói rằng nó mang lại cái tài lộc thì may mắn cho gia chủ. Đấy. Thì cái đấy thì cũng có thể là cũng rất là đúng, vì cái phản hồi của nhiều người khi người ta nuôi cá thì người ta cũng nói rằng là khi người ta mua một căn nhà thì cái người thầy người ta đến, thầy phong thủy đến thì bao giờ người ta cũng nói là trong nhà lên có một cái bể cá. Đấy. Chứ không có nghĩa là riêng cá đĩa, nhưng mà cá đĩa thì nó lại là mang cái sức mạnh rất là to lớn ở cái chỗ là nó mang cái tài lộc. Đấy, và cái may mắn thì cái người mà chơi thì người ta phản hồi là người ta từ ngày tôi nuôi cá đĩa thì người ta thấy cái đầu tiên là cái tinh thần người ta rất là tốt. Đấy, công việc của người ta thì nó cũng vì tinh thần tốt thì công việc của họ nó có phát triển. Ví dụ người ta thích con cá là màu đỏ. Theo cái mệnh phong thủy người ta đấy thì người ta lại thích màu xanh, thích màu vàng. Đấy, thì cái đấy thì nó là do sở thích của mỗi người. Trong cái giới sinh vật cảnh thì người ta cũng có cái câu là chơi chim dưỡng trí, nuôi cá dưỡng tâm và chơi cây thì dưỡng thần, và đặc biệt là ở cái dòng cá đĩa. Em có để ý quan sát là nó có cái trạng thái bơi rất là khoan thai, từ từ. Nó cảm giác như nó mang cho tới cho mình một cái cảm giác rất là yên bình, đúng không? Đây, cá nhân em nghĩ thì đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt ở con cá đĩa, thì không biết là anh Dũng nghĩ sao ạ? Cái này thì tôi nghĩ rằng là nó rất là đúng ở cái chỗ là chơi cá là dưỡng tâm. Mà con cá khi nó bơi uyển chuyển nhẹ nhàng này thì bao nhiêu năm nay để ý những cái người mà chơi cá đĩa thì là bao giờ cái tâm người ta rất là tốt. Và người ta sống nó gọi là sống chậm lại đấy. Tính cách của người ta ấy, nó cũng theo con cá, nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển, được cái vẻ đẹp thì nó rất là kiêu sa. Đấy, cho nên là chơi cá thì không chỉ là người già hay là người trẻ hay là thậm chí trẻ con cũng rất là thích. Mà đàn ông hay phụ nữ cũng đều đam mê cá đĩa. Trong cuộc sống ấy, khi ra ngắm bể cá cảnh thấy đầu óc nó thoải mái, thư thái hơn. Thì khi mà đối với những dòng cá mà nó nhẹ nhàng như dòng cá đĩa này, nghĩ là nó sẽ rất phù hợp đối với những gia đình như là nhà mình ở khu chung cư. Dù đã được du nhập vào Việt Nam từ khá lâu, thế nhưng theo thời gian, cá đĩa vẫn là dòng cá cảnh được nhiều người ưa chuộng, ngay cả với trẻ nhỏ. Hiện nay, nhiều gia đình đang hướng con em mình vào những thú chơi sinh vật cảnh lành mạnh, thay vì việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính. Vâng, qua chia sẻ của anh Dũng thì chúng ta thấy rất nhiều những cái lợi ích từ những con cá này. Thì không biết là anh có muốn lan tỏa cái thú chơi này tới đầu tiên là những cái đứa con của mình hay không? Hai đứa trẻ nhà tôi thì nó cũng rất là thích cá. Và tôi muốn là nó truyền cho cái đam mê của mình cho nó. Bởi vì sao? Các con là thời nay là công nghệ nhiều quá. Nhất là các cái trò chơi điện tử. Và thay vì cái đó thì tôi để cho nó chú tâm vào con cá để làm gì? Để nó cũng cho cái tâm trí của nó tập trung vào những cái vẻ đẹp của con cá này. Và nó sẽ từ bỏ hết những cái thú đam mê về điện tử rồi trò chơi rồi khác đi. Đấy. Thì khi mà con tôi mà nó đã chú tâm đến con cá rồi ấy, thì tôi thấy rằng là nó sẽ được thư giãn sau những cái buổi học căng thẳng. Đấy. Và những cái lúc mà áp lực về trong cuộc sống thì nó được tiêu tan. Và con cá thì nó là món ăn tinh thần rất tốt, nó sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Ở gia đình thì mình mấy các cháu thì cũng đang cho các cháu trải nghiệm một số loại cá mà mình đang chơi, ví dụ như là một số dòng cá cảnh hay cá cánh buồm ấy. Nhưng khi mà được bạn bè giới thiệu qua thì mình cũng thấy cái dòng cá đĩa của mình ấy rất là đẹp, nhiều màu sắc, nên ra cũng đang nghiên cứu để có thể nhờ các anh chị tư vấn để hướng dẫn cách nuôi cho nó
dòng cá này để cho các cháu nó có cái trải nghiệm mới. Không chỉ các con, anh Chiến cũng đã lan tỏa thú chơi này đến chị Liên, người vợ của anh. Nhận thấy tiềm năng, chị Liên đã phát triển niềm đam mê của hai vợ chồng thành một công việc tay trái, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Tiên là chia sẻ trên hội nhóm là để anh em giao lưu các thứ học hỏi ấy. Đấy, để như kiểu là biết đến shop, xong dần dần thì từ quy mô nhỏ, xong dần dần là mình phát triển các thứ là bể, bắt đầu nó sẽ nhiều ra. Em thấy đa phần là những người mà người ta làm cá ấy, thì đa số là nam giới thôi. Tuy nhiên là không biết là sao chị là nữ giới mà chị cũng có cái niềm yêu thích về cái dòng cá này như vậy. Cũng phải ở nhà nhiều chăm sóc con cái nữa ấy. Thế là mình kết hợp là như kiểu là vừa làm tại nhà, đấy vừa kinh doanh tại nhà và vừa cũng có thể là chăm sóc con cái được đấy. Tầm khoảng độ gần 20 bể ấy. Đấy, cũng đa dạng các màu, các loại, các size ấy. Đấy, để đáp ứng nhu cầu thị trường là như kiểu là mọi người có thể là vừa tập chơi hoặc là chơi lâu rồi thì mọi người có thể là bổ sung thêm. Đa phần là cá về là bao giờ cũng phải dưỡng cho nó thuần nước. Đến khi mà như kiểu là ăn uống đầy đủ về ấy, thì bắt đầu mình mới bán ra được cho khách hàng. Dưỡng cá nó sẽ khỏe. Đấy, nó không bị ít bệnh tật hơn. Tôi đã từng mua cá ở đây nhiều lần, được ông bà chủ tư vấn rất là kỹ. Nhà thì cá rất là khỏe, thuần nước ngay. Ở đây thì có nhiều các loại cá để mình lựa chọn. Anh Dũng, chị Liên đánh giá, mô hình nuôi cá đĩa nói riêng và cá cảnh nói chung rất có tiềm năng để phát triển kinh tế chỉ với một diện tích nhỏ. Tuy nhiên, để có thể nuôi thành công dòng cá này, mọi người cũng cần phải tìm hiểu kỹ về tập tính sinh trưởng và môi trường nuôi của cá, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt như hiện nay. Vâng, như anh Dũng cũng đã chia sẻ đầu tiên là chúng ta phải hướng tới một con cá khỏe và sau đó chúng ta hướng đến cái việc là làm thế nào để cho chúng nó đẹp hơn, đúng không? Thì để mà điều kiện sống lý tưởng cho con cá thì chúng ta nên đầu tư trang bị cho những con cá những cái yếu tố như thế nào? Về cái hệ thống lọc ấy thì là làm sao mình đầu tư được cái lọc tốt nhất là vì lọc về công nghệ. Vì cái hệ thống lọc thì làm cho nước nó trong thì cá nó khỏe. Nhưng mà nếu như mà chơi cá mà mình mà lọc không tốt ấy, thì cái thời gian mình thay nước nó sẽ nhanh hơn. Đấy, còn cái lọc tốt thì mình sẽ lâu phải thay nước hơn. Thì cái việc đầu tư lọc thì ban đầu thì cũng rất là quan trọng. Nhưng nếu như mà cái điều kiện mà có nhiều người mới chơi chưa có thì lúc đấy thì chúng ta chịu khó thay nước. Đấy, và đảm bảo cái nhiệt độ làm sao mà nó duy trì ở mức 30-32 độ thì cá nó luôn khỏe. Có nhiều anh em thì chia sẻ rằng trước khi mà chúng ta chơi cá đĩa ấy, thì chúng ta phải học cách chơi nước trước, thì không biết là anh Dũng có thể giải thích cái câu này cho em cũng như là quý vị khán giả. Thì cái đấy là rất là đúng, bởi vì sao? Khi mình ngắm nhìn một con cá ấy, mà cái nước của nó trong ấy thì nó sẽ làm cho con cá nó rực rỡ hơn. Thì khi nước nó trong ấy thì nó cũng chính là cái nó bảo vệ cái môi trường và nó phòng chống các bệnh tật cho cá. Cho nên là chơi cá thì lên bắt buộc là lên chơi nước, không chỉ cá đĩa ở bất kể cá gì. Nước trong thì bao giờ cá cũng rất là khỏe mạnh, các cái con vi khuẩn nó bị tiêu diệt hết. Trong mùa đông hiện nay thì vấn đề anh em rất là lo là vấn đề nhiệt độ. Nhiều khi là hôm qua nhiệt độ đang nóng mà có thể tụt giảm nhiệt độ 10-15 độ C rất là nhanh vào cái buổi đêm. Thì không biết là chúng ta để có thể hạn chế được cái tình trạng cá sốc nhiệt ý, thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào? Nếu mà cái thời tiết mùa đông này thì thực ra mà nói mình biết cách thì nó cũng chẳng khác gì mùa hè cả. Bởi vì mình đã có cái dùng cái thanh sưởi đấy rồi. Thanh sưởi thì mình cứ để ở cái mức nhiệt độ từ 30-32 độ C này. Còn thay nước thì mình nó sẽ khác mùa hè chỗ là khi mình hút nước ra này thì mình thay thì có thể xả mạnh, thì bây giờ mùa đông thì mình xả nhẹ nhàng thôi. Thì trong cái lúc xả là mình có dùng thanh sưởi này rồi thì nước nó chảy lên từ từ, thì cái lúc mà cái sưởi này này nó cũng làm cho ấm lên thì có nghĩa con cá sẽ không bị sốc, nghĩa là hạn chế cái mùa đông là không được xả nước quá mạnh đó. Thì cái đấy là cái yếu tố quan trọng để lưu ý vào mùa đông. Anh Dũng, chị Liên cũng thường xuyên cho những chú cá đẹp của mình tham gia những cuộc thi, vừa để giao lưu học hỏi, vừa tạo dựng thương hiệu cho mô hình của mình. Anh chị cũng đang ấp ủ dự định cho những chú cá xuất sắc của mình tham dự thi tại các giải lớn trong tương lai, góp phần lan tỏa thú chơi lành mạnh này tới cộng đồng.